Xin chào tất cả tình yêu, lại là Thu Nghĩa Phạm đây. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong video clip này để Nghĩa chia sẻ về cái lý do tại sao chúng ta thường xuyên nên đắp mặt nạ. Mặt nạ nó quan trọng như thế nào? Mặt nạ thì nó được xem như là một cái bước đặc biệt, bởi vì khi trong quá trình chúng ta dưỡng da, bổ sung dưỡng chất chưa đủ thì mặt nạ nó sẽ cung cấp những cái loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho da. Đặc biệt là nó sẽ giúp làm giảm quá trình lão hóa này, làm cho cái độ đàn hồi trên da của ta tốt hơn, đặc biệt là mềm mịn da. Và những ai có những làm da đỏ, nhạy cảm thì khi chúng ta đắp mặt nạ, trong quá trình chúng ta đắp mặt nạ sẽ làm giảm được quá trình đó. Và những ai có cái làn da khô, đặc biệt vào cái mùa khô hanh như thế này, với những cái lượng người có cái làn da khô thì cái tuyến dầu nó hoạt động rất là kém. Nên cái da bình thường đã khô rồi, kèm theo với không khí lạnh lại khiến da càng trở nên khô hơn, nên là dẫn đến cái tình trạng bị bong chóc da cũng như là mẩn đỏ da. Thì với những người có cái làn da khô vào cái mùa đông như thế này thì càng nên đắp mặt nạ thường xuyên hơn. Vậy thì cái mặt nạ bùn khoáng Ablique này có thể giúp gì được cho bạn? Thứ nhất, trong mặt nạ Ablique có chứa các cái loại dầu thực vật như là về dầu argan. Dầu argan thì được xem như là cái thần dược trong mỹ phẩm. Nó có khả năng làm mềm da, làm mịn da, và đặc biệt nó giúp làm thông thoáng cái lỗ chân lông. Nó sẽ cải thiện được cái tình trạng cân bằng cái lượng dầu trên da. Loại dầu thứ hai có trong cái mặt nạ Ablique đó là dầu maca. Dầu maca được xem như là nó có khả năng giúp tái tạo da, và đặc biệt trong dầu maca có chứa vitamin E, nó sẽ làm chống lại quá trình lão hóa và giúp dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Nên là những ai có cái làn da mà khô thì thường xuyên nên đắp mặt nạ bùn khoáng Ablique. Trong cái thành phần của mặt nạ bùn khoáng Ablique còn có thêm cái loại đất sét trắng. Thì trong đất sét trắng có chứa rất là nhiều cái khoáng chất vitamin cần thiết cho cái làn da, và đặc biệt là có thêm cả những cái thành phần như là cà phê Arabica, thì nó sẽ giúp chúng ta thư giãn, relax sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì chúng ta có thể thư giãn bằng cái loại mặt nạ này. Nó rất là dịu nhẹ nên là nó phù hợp với nhiều cái làn da. Bên cạnh đó thì bên cạnh việc đắp mặt nạ thì mọi người cần phải kết hợp với ăn uống cũng như là chế độ khoa học, đặc biệt là bổ sung nước đầy đủ giùm Nghĩa để có một cái làn da căng mềm mịn hơn. Với những cái thông tin hữu ích như bên trên thì Nghĩa mong hy vọng là chị em sẽ sở hữu được một cái làn da căng mịn để sắp tới tới Tết rồi thì có thể có một cái làn da đẹp ăn Tết ha. Và ai muốn sở hữu cái sản phẩm mặt nạ Ablique này thì có thể liên hệ với Facebook Thu Nghĩa Phạm, hoặc có thể gọi trực tiếp cho Nghĩa theo số điện thoại là 0933 766 533. Xin chào tất cả các video.